Vâng, bắt đầu rồi. Hai đội đang bắt tay nhau. Trận này xứng đáng là một trận đấu quá hay, mọi người hãy chia sẻ đi. Riêng tiền vạch 3 hôm nay mình ngót nghét phải tầm 15 triệu rồi để các cầu thủ lấy rồi. Trận này là cơn mưa tiền thưởng rồi. Ngày hôm nay Bình An gọi là cơn mưa tiền thưởng rồi. Bình An thì không bao giờ thiếu tiền. Và pha phát bóng đầu tiên là của Truyền Hải Đinh Văn Duy. Bước 1 tốt của Đức Hải. Và đây là pha tấn công của Thanh Tùng. Đó là Thanh Tùng, cầu thủ sở hữu chiều cao. Ôi cô ơi, điểm số đầu tiên đã thuộc về các cầu thủ biên phòng. 1-0. Hà Mạnh Hùng sẽ là người phát bóng. Quái ơi, làm được điểm chưa? Vâng, như vậy là các cổ động viên của Bình An hôm nay họ đến sân quá đông rồi. Và điều đặc biệt hôm nay, hình như mình thấy hôm nay là có vẻ như hội làng Bình An diễn ra hội, nên là các bãi phế liệu có vẻ bớt nốt rồi. Hôm nay không có khói nhiều như mọi năm. Vừa rồi là một pha phát bóng không qua lưới và điểm đổi thành góc biên phòng. Ngọc Quân sẽ là người phát bóng. Không không, anh ơi đừng cho lên nữa, đừng cho lên nữa. Và đây sẽ là pha phát bóng. Phát bóng của Nguyễn Ngọc Thuần, chàng trai đến từ mảnh đất Thái Bình. Niềm tự hào của bóng chuyền biên phòng. Giống như Quốc Duy thì Ngọc Thuần cũng cần phải có những bước đà để nhảy phát bóng tấn công. Đây sẽ là pha phát bóng của Nguyễn Ngọc Thuần. Vẫn chưa được. Ban tổ chức, khán giả đông quá mọi người ạ. Đây là Ngọc Thuần. Pha phát bóng của Nguyễn Ngọc Thuần. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp. Và điểm số dành cho biên phòng. Điểm số 2-1. Mọi người đừng quên hãy ủng hộ Sao Vàng Việt Nam với một lượt thích trang, một lượt theo dõi trên Facebook và một lượt subscribe trên YouTube nha mọi người. Tiếp tục là Ngọc Thuần. Lần này thì bóng đi ra ngoài và điểm được đổi dành cho bên phía thể công. Liệu lần này thì bên phía biên phòng họ, xin lỗi các bạn, liệu lần này thì thể công họ có trả được món nợ vào ở trận bán kết của giải vô địch quốc gia vòng 2 năm ngoái diễn ra tại Nha Trang hay không? Họ đã để thua biên phòng, có đó ngậm mùi giành trận tranh 3-4 với Hà Tĩnh và họ xuất sắc giành tấm huy chương đồng sau khi có được chiến thắng trước Hà Tĩnh. Quốc Duy đánh bóng đi ra ngoài. Quá đáng tiếc cho Quốc Duy. Tiếp tục sẽ là pha phát bóng của Trương Thế Khải. Trương Thế Khải là một bản hợp đồng chất lượng được huấn luyện viên trưởng Trần Đình Tiền đưa về. Anh ơi, em không dịch được nữa rồi. Hả? Em hết cái gì? Hết chân rồi, bây giờ không biết dịch đâu rồi. Chính là nhảy vẹo và chiếm thủ với sẹo. Đâu em bình đang bình luận mà. À đang bình luận. Vâng. Và chúng ta cùng chờ xem những pha phát bóng của Quốc Duy. Quốc Duy phát bóng. Thật sự là khán giả đông quá mọi người ạ. Trương Thế Khải là một bản hợp đồng biên phòng mượn từ đội bóng vừa xuống hạng, đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Trương Thế Khải cũng là một phụ công thi đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở thời điểm giai đoạn sau của Simulic. Anh cũng đã giành được giải thưởng phụ công xuất sắc cùng với Truyền Hải Đinh Văn Duy. Một giải đấu diễn ra tại Philippines. Năm nay đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ ít giải đấu hơn năm ngoái, bởi vì năm nay cũng sẽ chắc chắn là sẽ chỉ có CV-League. Năm ngoái là một năm thi đấu cũng khá là thành công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đặc biệt là màu áo biên phòng.
và pha bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Hiệp một chưa tốt, đường truyền Văn Hiệp ngoài sân, đội trưởng Phạm Văn Hiệp trở lại và lập tức lên tiếng. Điểm số dành cho biên phòng 4-3. Phát bóng không qua lưới rồi. Trận này thật sự căng thẳng anh em ơi. Mối lương duyên, mối kỵ giờ của biên phòng và thể công bao giờ cũng vậy. Hai đội bóng quân đội này thi đấu căng thẳng với nhau từ lớp trẻ đến đội 1. Bước 1 tốt của Minh Đức và đây là Duy Tuyến. Và chắn bóng tốt của Phạm Mạnh Tài. Một pha đánh bóng đã bị hóa giải của Trần Duy Tuyến sau một pha chắn bóng tốt của Phạm Mạnh Tài. Chung kết rồi mà, đang chung kết mà. Đây sẽ là pha phát bóng của Mầu Tiến Thắng. Một chủ công sở hữu chiều cao tốt và thân hình vạm vỡ, có những pha đập bóng rất mạnh. Bước một tốt của Trần Minh Đức và đây là hàng sau. Trời ơi, mọi người có nhìn thấy không, một pha 3-3 của Ngọc Tuân mà cứ như một quả trung bình vậy, không khác gì một quả trung bình luôn. Vâng, như vậy là lại có tiền rồi. Ve kêu cho Ngọc Thuận. Tiền về liên tục. Bình An không bao giờ thiếu tiền. Bình An không có gì ngoài tiền. Mọi người hãy chia sẻ giúp mình lên 1k mắt xem đi. Đây sẽ là pha phát bóng của Minh Đức. Chàng trai đến từ Nam Định sở hữu gương mặt rất đẹp trai. Phòng thủ không thành công của Minh Đức rồi. Và bóng tốt của Mạnh Tài. Và còn nhớ ở mùa giải Hội Làng Ninh Hiệp năm ngoái thì biên phòng ngậm mùi để thua thể công. Mọi người thấy không? Quá nhiều mối lương duyên, quá nhiều duyên nợ giữa hai đội bóng quân đội này. Pha phát bóng của Phạm Mạnh Tài. Bước một tốt của Nguyễn Ngọc Tuân và Duy Tuyến. Đó là đẳng cấp của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trần Duy Tướng một pha đánh bóng sau bảy. Một pha phối hợp giữa bộ đôi đang đeo trên chân mình đôi sao vàng Navi 301. Đây sẽ là pha phát bóng của Trần Duy Tuyến. Mọi người nếu có nhu cầu mua giày giống Đinh Văn Duy và Trần Duy Tuyến thì hãy nhắn tin trực tiếp vào fanpage sao vàng Việt Nam Volleyball. Tình huống đeo chắn không thành công giữa bộ đôi Trương Thế Khải và Nguyễn Ngọc Thuận. Điểm số bây giờ đang là 7-6 rồi. Như vậy là một pha phát bóng đi ra ngoài. 7 đều. Đinh Văn Duy phát bóng. Bước một tốt rồi và đây là Quốc Duy. Pha theo chắn không thành công của Nguyễn Văn, xin lỗi các bạn, của Trương Thế Khải. Điểm cho thể công 8-7. Có vẻ như Thế Khải đang thích ứng tốt với lối chơi của biên phòng. Thì vừa ngày hôm qua anh đã có buổi tập đầu tiên trong màu áo đội bóng áo lính này. Và phát bóng của Hà Mạnh Hùng và đây là Ngọc Quân. Vẫn còn. Trời ơi. Một pha nhét bóng của Mầu Tiến Thắng. 9-7 cho thể công rồi. Trên hai Đinh Văn Duy đang bảo sao mà dính thế. Hà Mạnh Hùng phát bóng. Bước một chưa tốt rồi. Và đó là tình huống cảm ơn tốt của Mầu Tiến Thắng. Điểm số 17. 17 rồi. Tiếp tục, cầu phát bóng của Hà Mạnh Hùng đang gây ra quá nhiều những khó khăn dành cho bước 1 của bên phía biên phòng. Và phát bóng không qua lưới của Hà Mạnh Hùng. Điểm số 8-10. Điểm số 8-10 rồi.
Và đây sẽ là pha phát bóng của Nguyễn Ngọc Thuật. Đây là pha đánh bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Một pha đánh bóng đầy ý đồ của Nguyễn Văn Quốc Duy khi anh chém bóng về đường y. Bóng đã lọt nách của Minh Đức và rơi từ từ xuống sân. Một cái cổ tay quá khéo của Nguyễn Văn Quốc Duy, và đó là vũ khí lợi hại của cầu thủ Thuận Tay Siêu này. Đây sẽ là pha phát bóng của Thanh Tùng. Vâng chú ạ. Bước một tốt của libero Vũ Anh Tuấn và Trương Thế Khải. Trời ơi, một pha đóng thẳng vào mặt của Phạm Anh Tài. Người đàn em Trương Thế Khải đã giơ tay xin lỗi Phạm Anh Tài rồi. Xin cảm ơn những comment, những lời động viên giúp mình nhá. Những lời động viên mình để mình có thể bình luận tốt hơn. Xin cảm ơn mọi người. Đây sẽ là pha tấn công của Mâu Tiến Thắng, phòng thủ hay. Và 3-3. Còn Nguyên. Và đây là Hà Mạnh Hùng. Hà Mạnh Hùng đánh bóng đi ra ngoài. Và điểm số 10-11. Vâng, chắc là cháu không vào đây đâu, chú cứ chủ động ăn cơm trước đi. Vâng, cháu không về. Như vậy là 10-11. Trương Thế Khải phát bóng. Cơn mưa tiền thưởng đang được rơi trên bầu trời của Bình An ngày hôm nay. Trương Thế Khải phát bóng đi ra ngoài. Ngoài. Đây sẽ là pha phát bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Chúng ta cùng chờ đợi những pha nhảy phát bóng tạo ra những đột biến của cầu thủ tay trái này. Bước một tốt của Ngọc Thuần. Và đây là Minh Đức. Đây. Đánh bóng đi ra ngoài vào 13-10. Bóng không chạm hề chạm tay một cầu thủ nào của Thế Công cả. Như vậy là huấn luyện viên ông Phạm Ngọc Kiên đã phải xin hội ý rồi. Liệu trận đấu này có lên 2K hay không? Mọi người hãy giúp mình chia sẻ nha mọi người ơi. Xin cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành tặng cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Và xin cảm ơn 500 anh em đang trên YouTube. Mọi người đừng quên hãy tặng cho mình một lượt đăng ký kênh, một lượt subscribe nhé mọi người nhé. Để mình có thể cán mốc được 3.000 lượt theo dõi ở trên YouTube. Đau quá không? Vũ ơi, để ý bảo người ta. Và phát bóng của Quốc Duy. Bước một tốt của Minh Đức. Vẫn còn. Và đây là Minh Đức. Lại là một pha đánh bóng đi ra ngoài của Minh Đức rồi. Thật sự là các cầu thủ biên phòng họ thường mắc lỗi ở những cầu đôi như thế này. Xin lỗi các bạn, không phải cầu đôi mà cầu này. Cầu này thường biên phòng rất bí nha mọi người nhá. Đây là Văn Hiệp. Một câu trả lời. Đó là một câu trả lời của Phạm Văn Hiệp, đội trưởng của biên phòng. Nếu như giải hội làng năm nay Minh Đức và Hà Mạnh Hùng đang thi đấu thì ở giải vô địch quốc gia, hai vị trí này sẽ được thay thế bởi hai nội binh. Xin lỗi các bạn, hai vị trí này sẽ được thay thế bởi hai ngoại binh. Bên phía thể công đó là Kittithat và bên phía biên phòng là Jacquit, hai ngoại binh người Thái Lan. Và phát bóng đi ra ngoài của Mầu Tiến Thắng. Và bên phía các cầu thủ thể công hôm nay họ còn thiếu chủ công Nguyễn Văn Nam, hay còn gọi là Nam Seven. Nhưng Hà Mạnh Hùng hôm nay đã cũng đang thể hiện rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Xin lỗi các bạn, 16-12.
4 điểm là khoảng cách đang được cầu thủ thể công tạo ra trước biên phòng. Trận đấu tiếp tục. Thể công họ đã có sự chuẩn bị tốt hơn ở hội làng khi họ tham gia ở hội làng Đồng Kỵ. Và một số hội làng trước đó, còn đây mới là trận đấu đầu tiên của các cầu thủ biên phòng thôi. Và ngay sau giải đấu này thì biên phòng và thể công họ cũng sẽ góp mặt ở Cúp Hoa Lư, một giải đấu đầu năm, một giải đấu khai xuân của các đội bóng nam và các đội bóng nữ sẽ khởi tranh vào tuần tới nha mọi người nhé. Đây là pha đánh bóng của Ha Mạnh Hùng, đánh bóng đi ra ngoài. Và giải Cúp Hoa Lư hy vọng là mình sẽ có thời gian để đến và phát trực tiếp cho mọi người giải đấu đó, cũng là một giải đấu rất hay. Năm nào thì Ninh Bình cũng đón chờ các đội bóng vào những dịp đầu xuân. Và đây là pha phát bóng của Trần Duy Tuyến, bước một tốt của Hà Mạnh Hùng. Và đây là Thanh Tùng, chẳng kém không thành công. Pha đánh bóng quá khó chịu. Chưa sao cả, 3 điểm số ở những thời điểm giữa set đấu này thì chưa nói lên điều gì. Các đội bóng cần phải thi đấu tập trung. Đây là pha đánh bóng của Ngọc Quân. Trời ơi, hãy nhìn Quý Chi thủ pha bóng kia kìa. Quý Chi ngồi đúng điểm của Ngọc Quân đánh bóng luôn. Ngọc Quân 10 và Quý Chi cũng 10. Thủ xong quả giáp tay luôn anh em ạ. Liệu hôm nay không biết YouTube có lên được 1k không? Và bóng xong qua lưới của Trần Ai Đinh Văn Duy. Mười tám, mười lăm. Và ở cầu phát trước thì Hà Mạnh Hùng đã có 3 điểm số liên tiếp. Không biết là lần này thì Hà Mạnh Hùng sẽ thể hiện và tạo đột biến như thế nào. Bước một đó, đó là bước một chưa tốt của Minh Đức rồi. Như mình đã nói thì những pha phát bóng của Hà Mạnh Hùng đang là tốt. Như vậy là bên phía biên phòng họ bắt buộc phải xin lỗi ý, khi họ đã đánh mất quá nhiều điểm số ở khâu bước một. Cúp Hoa Lư sẽ thi đấu ở Ninh Bình nha mọi người nhá. Lịch thi đấu cụ thể như nào mình sẽ cập nhật cho mọi người. Tôi không phải là tôi là cái gì cả, nhưng mà ai mà tài trọng đưa tiền rồi ấy, chưa đưa tiền ấy, và đội nào là sau để chụp được nhiều ảnh đấu đeo giày không? Thoải mái à? Quay cả rồi. Cải ba cho người ạ. Hôm nay là bội thu của các đội luôn. Giải 3 còn được 20 triệu cơ mà anh em. Giải nhất bây giờ phải, nếu biên phòng vô địch chắc phải ngót nghét 100 rồi anh em ạ. 19, 15. Mai đánh ở đâu thì mọi người hãy cùng theo dõi Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Mình sẽ cập nhật những nơi mà mình đi trên đó xem mọi người nhá. Bóng vừa rồi là của Nguyễn Ngọc Thuần. Ngọc Thuần cũng là một điểm khác biệt. Mười sáu, mười chín. Và Ngọc Thuần phát bóng. Mọi người nếu có nhu cầu mua giày Sao Vàng và các sản phẩm của Sao Vàng Việt Nam thì hãy nhắn tin trực tiếp vào fanpage của mình nhá. Một pha phòng thủ của libero Anh Tuấn nhưng chưa thành công. Vẫn là điểm số dành cho các cầu thủ bên phía thể công. Đẹp nhỉ. 20-16. Và đây sẽ là pha phát bóng của Thanh Tùng. Bước một tốt của Vũ Anh Tuấn. Và đây là Trương Thế Khải. Hãy nhìn tầm cắt vừa rồi của Trương Thế Khải kìa. Một chàng trai sở hữu chiều cao lý tưởng. Theo mình Trương Thế Khải còn cao hơn Di Tuyến tầm khoảng 3-4 phân. Thì Trương Thế Khải sẽ phải cao tầm khoảng 1m94. Mình nghĩ vậy. Bước một tốt của Đức Hải. Và đây là Mạnh Tài. Cũng là một cầu trả lời ở một vị trí phụ công của cầu thủ bên phía thể công. Trong vạch 3 mét trao giải.
trong vạch 3m. 21-17 rồi. Trận đấu tiếp tục. Và phát bóng cong cả vòng ten của Quốc Duy rồi. Đang đến từ sa bằng Việt Nam Volleyball, xin cảm ơn mọi người. Bước một tốt rồi và đây là pha tấn công của Quốc Duy. Pha đánh bóng tốt của Nguyễn Văn Quốc Duy. Bóng trong sân. Bóng trong sân mọi người ạ. Điểm cho thể công 22-18. Với những trận đấu căng thẳng như thế này thì mình nghĩ là không, sẽ phải ít nhất sẽ phải vào set 3 nhá mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn đã mọi người đã gửi những lời chúc mừng năm mới đến mình. Xin cảm ơn mọi người. Và đó vẫn là Phạm Văn Hiệp của Sao Mai An Bình. Số 6 Phạm Văn Hiệp. Điểm cho An Bình 4-2. Vẫn là Phạm Văn Hiệp. Số 6 của An Bình. Bước 1 bắt ra. Điểm số 4-3. Bạn ok không? Lên rồi. Thế công 4. À thế công 3. Biên phòng 4. Như vậy là Quốc Huy phát bóng. Điểm cho thế công 3-4. Mở em ạ. Em ơi mở em ạ. Vào nhờ lại đi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến trở lại với sao vàng Việt Nam Volleyball. Vừa rồi thì mình đã bị rớt mạng. Do nơi mình cắm mạng thì mọi người không biết đã rút thích cắm ra. Vâng, rất là tiếc trong những giây phút vừa rồi. Và xin cập nhật lại cho mọi người. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, cao thủ thể công đã xuất sắc giành chiến thắng và đang tạm dẫn trước với tỷ số 1-0. Và đây là những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Hiện tại thì biên phòng đang dẫn trước với tỷ số 6-3. Và chúng ta vừa thấy pha tấn công rất mạnh mẽ của Ngọc Thuần. Và Ngọc Thuần đã nhận được rất nhiều phong bao lì xì của quý vị khán giả của quê hương Bình An. Bước 1 bây giờ là tốt câu trả lời của Quốc Duy. Một pha tấn công đẳng cấp của Nguyễn Văn Quốc Duy. Và điểm rút ngắn còn 4-6. Như vậy quan sát của chúng tôi là Hà Mạnh Hùng đá lên và điểm 4-6 và phạt bóng là một tiến thắng. Bước 1 là tốt câu trả lời của Duy Tuyến. Một pha tấn công rất hay của phụ công đội tuyển quốc gia Việt Nam. Điểm 7-4. Vâng, bên biên phòng đang có sự xuất hiện của 5 vận động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam, bao gồm Trương Thế Khải, Ngọc Thuần, Duy Tuyến, Đinh Văn Duy và Phạm Văn Hiệp. Bước 1 là tốt câu trả lời của Mạnh Hùng. Và tấn công quá hay của Mạnh Hùng. Điểm cho cầu thủ bên phía thế công 5-7. Một pha bóng nén lực rất mạnh của Hà Mạnh Hùng. Và bước 1 tốt của Minh Đức. Và tấn công chồng lao chưa thành công của Ngọc Thuần. Và cơ hội được trao tiếp tục cho cầu thủ biên phòng. Và tấn công rất mạnh của Trương Thế Khải. Và điểm thuộc về các cầu thủ biên phòng 8-5.
năm nay có cả giải xuất sắc cho truyền hai. Truyền hai là xuất sắc cũng có giải thưởng. Cầu thủ số 8 Trương Thanh Hải đã có rất tốt, điểm cho An Bình 8-5. Bước 1 tốt. Câu trả lời đến từ vị trí của Thanh Tùng không thành công. Và chắn bóng đẳng cấp của Trương Thế Khải và nâng điểm số lên 9-5. Ngay lập tức anh Hoàng Phương đã phải xin quyền hội ý. Lần đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ hai. Vâng, điểm số bây giờ là 5-9 các bạn nhé. Các cầu thủ biên phòng họ đang lấy lại phong độ của chính mình và họ đang chứng tỏ mình là đương kim á quân của giải vô địch quốc gia với những lực lượng rất mạnh và hùng hậu. 5 vận động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có mặt trong đội hình xuất phát của đội biên phòng. Ok em ơi. Vâng, nét rồi. Vâng, chúng ta sẽ đến với pha phát bóng của Đinh Văn Duy. Câu trả lời đến từ vị trí của Mạnh Hùng. Pha tấn công ra ngoài của Mạnh Hùng rồi. Điểm tiếp tục được ghi cho các cầu thủ biên phòng 10-5. Vâng, rất xin lỗi tất cả quý vị khán giả của Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Do nơi cắm mạng không hiểu sao lại bị rút ra. Và bây giờ thì mọi thứ đã ổn định rồi. Tem Sao Vàng Việt Nam Volleyball của mình đã khắc phục. Và chúng ta sẽ cùng đón xem trận chung kết này. Đó là một pha chắn bóng rất kín của Trương Thế Khải. Và điểm cho cầu thủ biên phòng 11-5. 3 vận động viên bám chắn bên phía biên phòng. Thế Khải cao 1m96, Ngọc Thuần 1m91, Phạm Văn Hiệp 1m89. Và một dàn chắn là thách thức cho bất cứ một vận động viên chủ công nào. Đó là pha bỏ bóng chưa thành công của Hà Mạnh Hùng. Đây là pha tấn công của Ngọc Thuần. Bóng vẫn còn trong cuộc. Cơ hội đến với Phan Văn Hiệp. Chắn bóng tuyệt vời của Hà Mạnh Hùng. Lệch sân quá. Không sân cân mà nhỉ. À hơi lệch. Không, đúng rồi, em kéo. Lệch. Và Sao Vàng bây giờ trên tất cả các nền tảng đã có mọi người nhá. Rồi mình đang điều chỉnh lại rồi mọi người. Đó là Ngọc Thuần. Và tấn công không qua lưới rồi. Điểm cho Thể Công 7-11. Trận chung kết này đúng là một trận chung kết trông mơ. Một trận chung kết nhiều duyên nợ của cả hai đội bóng. Cả hai đội bóng đều là của Bộ Quốc phòng. Đó là pha chuyền bóng đẳng cấp. Một pha chuyền bóng đẳng cấp của chuyền hai đội tuyển quốc gia Việt Nam mang tên Đinh Văn Duy. Một pha chuyền bóng bằng một tay. Vâng, đó là pha chuyền bóng đã khiến cho ban tổ chức phải rút hầu bao của mình. Và đây là phần thưởng cho Nguyễn Văn Quốc Duy với một phần thưởng 200.000 đồng. Xin chúc mừng Nguyễn Văn Quốc Duy. À xin lỗi, Đinh Văn Duy thưa các bạn. Mình bị nhầm. Không được. Một món quà được các cầu thủ Thế Công trao tặng. Nhưng rất tiếc Minh Đức lại tấn công không qua lưới. Một pha tấn công quá tiếc nuối của cầu thủ biên phòng. Và khoảng cách điểm được rút ngắn 8-12. Phát bóng rất mạnh của Hà Mạnh Hùng. 9-12 thưa các bạn. Mạnh Hùng ngày hôm nay thi đấu quá hay. Vâng, có lẽ cầu thủ xuất sắc nhất vào lúc này là Hà Mạnh Hùng và Ngọc Thuần. Hai cái tên khó có thể cân đo và đồng đếm. Ô, anh Minh Đức về rồi anh ơi.
Sao anh không ở lại để chiều em có thể ngồi với anh Minh Đức ạ? Em chào anh Dương Dâu nha. Chào anh Cương Ronaldo. Vâng, mọi người hãy chia sẻ giúp Sao Vàng Việt Nam Volleyball được không ạ? Hãy chia sẻ để con số 1k người xem lại hiện hữu trên Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Thật tiếc khi đang hay thì lại bị rớt mạng, nhưng mọi thứ bây giờ đã ổn định rồi. Và chúng ta sẽ đến với pha phạt bóng tiếp tục của Hà Mạnh Hùng. Anh chào Hoàng Hoài nhé. Vâng, đây là câu trả lời của Phạm Văn Hiệp. Một pha bỏ bóng rất tinh tế. Điểm 13-9 dành cho cầu thủ biên phòng. Xin cảm ơn Hoàng Hải đang hỗ trợ rất nhiệt tình cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Bước 1 là tốt của Màu Tiến Thắng. Và bỏ bóng, bóng vẫn còn. Cơ hội được trao cho ai đây? Phản công dành cho cao thủ thế công, và đó là Thanh Tùng. Chưa thể ghi điểm Phạm Văn Hiệp. Vẫn chưa thể ghi điểm Nguyễn Văn Quốc Duy chẳng. Đúng là như vậy. Phòng thủ quá hay của Đinh Văn Duy. Câu trả lời của Phạm Văn Hiệp. Bóng chạm tay chắn đi ra ngoài. Một pha tấn công tốt của Phạm Văn Hiệp. 14-9 dành cho cao thủ biên phòng. Vâng, tiếc quá mọi người. Người ạ, tiếc quá anh ạ. Đúng là truyền thông hồi làng không đơn giản một chút nào. Nếu như là giải vô địch quốc gia thì không, khu vực không phân sự miễn vào thì có lẽ đường truyền mạng nó sẽ không bị như vậy. Đó là pha cảm ơn của Duy Tuyến. Điểm 15-9 dành cho biên phòng. Vâng, chào con gái thì phải nhẹ nhàng. Đúng rồi thầy. Một cách biệt rất xa đã được biên phòng tạo ra trong set đấu thứ hai. 15-9. Bước 1 là tốt. Vâng, cơ hội phòng thủ và phản công dành cho biên phòng. Chưa thể ghi điểm. Đây là pha tấn công của Quốc Duy. Pha tấn công quá hay của Quốc Duy. Điểm cho các cầu thủ thế công 10-15. Dạ, em cảm ơn anh Minh Đức ạ. Giải này không có Bùi Cường và Quản Nghĩa mọi người nhé. Vâng, xin chào 750 anh chị em. Mọi người hãy yêu mến Sao Vàng Việt Nam Volleyball và hãy chia sẻ giúp mình để lên con số 1k mắt được không ạ? Bước 1 là rất tốt của Minh Đức. Câu trả lời chưa thành công của Duy Tuyến. Vâng, Duy Tuyến đã bị hóa giải bởi Phạm Mạnh Tài. Em biết anh Độ ơi. Vâng, anh không ở lại để em chiều nay anh em mình ngồi với nhau anh ơi. Vâng, em chào anh Tiến Minh ạ. Đây là pha tấn công của Phạm Văn Hiệp. Chắn bóng quá hay của Màu Tiến Thắng. Vâng, Màu Tiến Thắng có một pha chắn bóng tuyệt vời. Điểm 12-15. Khoảng cách bây giờ chỉ còn 3 điểm mà thôi. Thế công họ lại đang vươn lên và đang thu hẹp khoảng cách trước các cầu thủ biên phòng. Vâng, có phát trên YouTube mọi người nhá. Mọi người nếu cần hãy lên YouTube với cú pháp Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Đó là pha tấn công của Minh Đức. Một pha ghi điểm rất quan trọng giúp cho biên phòng lên điểm số 16-12. Giải này không có Quang Khơi mọi người nhá. Bước 1 tốt của Đình Hải. Đó là pha bỏ bóng chưa thành công của Màu Tiến Thắng. Tiếp tục điểm cho cầu thủ biên phòng 17-12. Các cầu thủ biên phòng đang lấy lại phong độ của mình. Em chào anh Huy To. Chào Nguyễn Xuân Đức. Bước 1 là rất tốt. Câu trả lời của Quốc Duy. Một pha tấn công rất hay của Quốc Duy. Vâng, em cảm ơn chị Mai Nguyễn. Vâng, chúc gia đình chị sang năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và kinh doanh phát tài chị nhé. Cảm ơn chị đã dành những lời ngợi khen cho Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Anh cảm ơn Hướng Dương đã dành những lời
gợi khen cho bình luận viên. Chúc em luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và thành công trong năm 2024 nhá. Các bạn vừa thấy một pha phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của Nguyễn Văn Quốc Duy. Và chúng ta sẽ đến với pha phát bóng tiếp theo của Nguyễn Văn Quốc Duy. 14-17 là điểm số hiện tại của cả hai đội. Vâng, không có Thái Nguyên và Mùa Hồng mọi người nhé. Vâng, tiếp tục là Quốc Duy. Như vậy là đã có lỗi giẫm vạch. Vâng, điểm cho cầu thủ bên phía biên phòng. 18-14. Thưa các bạn. Vâng, bạn nào là fan của biên phòng hãy gõ 1 xuống dưới nhá. Nếu các bạn là fan của biên phòng hãy gõ 1, và nếu các bạn là fan của Thể Công hãy gõ 2. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Nguyễn ạ. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong năm 2024 ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã rất nhiều bạn gõ 1 và gõ 2. Rất nhiều fan của cả hai đội đang có mặt tại đây. Mọi người hãy giúp Sao Vàng Việt Nam Volleyball chia sẻ để có thể truyền tải thông điệp bóng chuyền đến tất cả mọi người nhé. Đó là pha tấn công xuất sắc của Hà Mạnh Hùng. Và khoảng cách bây giờ đã được rút ngắn, chỉ còn 16-18 mà thôi. 2 điểm nữa. Liệu biên phòng có hội ý hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, gần 900 anh chị em rồi. Mọi người hãy cho mình một lượt chia sẻ để lên con số 1K được không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Hung Trần. 1+2 tức là fan của cả hai đội. Vâng, xin cảm ơn. Đây là câu trả lời của Ngọc Thuần. Vâng, rất mạnh. Điểm cho cao thủ bên phía biên phòng. 19-16. Vâng, 19-16. Khoảng cách vẫn là 3 điểm. Phát bóng là Duy Tiến. Bước 1 là tốt. Đây là Quốc Duy. Bỏ bóng chưa thể ghi điểm. Và đây là Phạm Văn Hiệp. Vâng, tuyệt vời. Một pha tấn công đẳng cấp của Phạm Văn Hiệp. 20. Vâng, như vậy biên phòng đã có điểm số 20-16. Vâng, xin chào gái xinh Ngọc Lâm nha. Vâng, con chào chú Lê Mạnh Hải. Chúc chú một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vui vẻ chú nhá. Vâng, Lực Chồng chia sẻ giúp anh nhá. Vâng, trận này sẽ thi đấu 5 hiệp thắng 3 mọi người nhá. Vâng, như vậy là đã 930 anh chị em rồi. Hãy giúp cho Sao Vàng lên 1K nào. Và chúng ta sẽ cùng hướng mắt vào màn hình. Tiếp tục là pha phạt bóng của Duy Tuyến. Và điểm số bây giờ là 20-16. Bước 1 là không tốt của Hà Mạnh Hùng. Đây là tấn công không qua lưới rồi. Như vậy đó là một pha bóng không qua lưới của Hà Mạnh Hùng. Điểm 21-16 dành cho biên phòng. Và chúng ta không có gì cần phải bàn cãi trong pha bóng vừa rồi. Anh chào Bùi Văn Mạnh nhá. Bước 1 tốt của Hà Mạnh Hùng. Câu trả lời đó là Phạm Mạnh Tài. Một pha tấn công quá hay của chàng trai đất tổ. Vâng, phụ công mang áo số 1 tuyệt vời. Và như vậy Mạnh Tài đã nhận được phần quà của ban tổ chức với trị giá 200.000 đồng với pha tấn công hay vừa rồi. Vâng, như vậy đã có 2 phần quà. Như vậy Mạnh Tài nhận được 400.000 đồng trong tình huống tấn công vừa rồi. Vâng, tiền cho đội biên phòng nếu giành giải nhất trong hội làng năm nay sẽ là 93 triệu đồng. Vâng, xin lỗi các bạn, bây giờ đã lên tới con số 107 triệu đồng rồi. 107 triệu đồng nếu như biên phòng giành chức vô địch. Vâng,
Nếu như các cầu thủ thế công lên ngôi vô địch thì sẽ nhận được hơn 80 triệu đồng. 100 rồi. Hả? 100. Thế công cũng 100 rồi. Thế là chưa trao giải của doanh nghiệp đấy. Vâng, một pha tấn công tốt của Nguyễn Văn Quốc Duy. Mình sẽ cập nhật giải nhất liên tục cho mọi người xem nha. Như vậy giải nhất bây giờ đã lên tới con số hơn 100 triệu đồng. Một giải đấu quá chất lượng đến từ quê hương Bình An. Câu trả lời của Ngọc Thuần. Một pha tấn công quá mạnh của Ngọc Thuần. Và điểm đã được nâng lên cho các cầu thủ biên phòng 23-18. Như vậy Ngọc Thuần có một phần quà ngay trực tiếp. Quá nhiều tiền dành cho Ngọc Thuần. Ngọc Thuần sẽ nhận được tổng 1 triệu đồng trong pha bóng vừa rồi thưa các bạn. 1 triệu đồng. Cứ đánh hay là có tiền. Đập mạnh là có tiền. Tiền quá nhiều. Không hiểu sao Bắc Ninh lại nhiều tiền đến vậy các bạn ạ. Bước 1 là rất tốt. Câu trả lời của Quốc Duy. Và tấn công đẳng cấp của Quốc Duy. Và 19-23 là điểm số hiện tại của cả hai đội. Vâng, 916 anh chị em rồi. Hãy giúp Sao Vàng lên 1k được không ạ? Phạt bóng rất mạnh của Hà Mạnh Hùng. Câu trả lời của Ngọc Thuân. Rất tiếc. Một pha lừa chắn đẳng cấp của chuyền hai Đinh Văn Dị. Nhưng pha tấn công của Ngọc Thuần đã không qua lưới. Và 20-23 dành cho cao thủ thể công. Anh chào Mò Hồng nha. Mò Hồng hãy chia sẻ giúp anh với. Hãy chia sẻ giúp anh để lên 1k mắt được không ạ? Tiếp tục là pha phạt bóng của Hà Mạnh Hùng. Bước 1 là rất tốt. Câu trả lời của Phạm Văn Hiệp. Phòng thủ quá hay của Quý Trì nhưng không thành công. Và điểm cho các cầu thủ bên phía biên phòng 24-20. Một điểm nữa thôi biên phòng sẽ về đích. Và họ sẽ san bằng cách biệt 1-1 dành 1-1 với các cầu thủ thế công. Và chúng ta sẽ chờ xem biên phòng sẽ về đích với pha bóng này hay pha bóng nào. Vâng, như vậy chắn bóng thành công của cụ công Trần Duy Tiến. Và xin chúc mừng biên phòng với trận đấu thuyết phục. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 25-20. Và san bằng cách biệt 1-1. Chúng ta sẽ cùng chờ một ít phút để đón xem hiệp thi đấu thứ 3. Một trận chung kết rất kịch tính và đầy sức hút. Một trận chung kết trong mở. Một trận chung kết của những vận động viên nổi tiếng trên khắp đất nước Việt Nam. Vâng, em xin cảm ơn anh Bảo Hộ ạ. Vâng, xin chào anh Bảo Hộ. Bóng chuyền VTC đang có mặt trên live của Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Vâng, đánh 5 set thắng 3 mọi người nhá. Em chỉnh hơi sáng một chút nha, trời bắt đầu tối rồi. Vâng, do trời tối cho nên là mình sẽ chỉnh sáng hơn một chút để mọi người theo dõi được rõ nét hơn nha. Xin chào, cảm ơn con Ba Bích. Vâng, cảm ơn bạn đã dành những lời ngợi khen dành cho bình luận viên. Chúc mọi người sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Ngày mai sẽ không có giải chị nhá. 14 sẽ là hội Quan Đình Quan Độ. Cơ cấu giải nhất cũng không khác gì hội làng Bình An. Vâng, hội Quan Đình Quan Độ đánh 5 tháng 3 mà. Ừ. Đâu, đánh 5 tháng 3 mà. Không, đánh 5 tháng 3. Đánh 5 xét tháng 3. Vâng. Vâng, em chào anh Cương Ronaldo. Cảm ơn anh đã dành những lời ngợi khen dành cho bình luận viên. Chúc anh và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Anh cảm ơn Bảo Minh.
đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên và chúc bạn sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe và kinh doanh phát đạt nha. Vâng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ hướng mắt vào màn hình để theo dõi hiệp thi đấu thứ 3 diễn ra giữa trận chung kết. Một trận chung kết đầy kịch tính giữa hai đội Biên Phòng và ngày hôm nay sẽ khoác áo Xí Nghiệp Sông Mây gặp các cầu thủ Thể Công trong trận chung kết của hội làng Bình An. Và Biên Phòng ở phía trước màn ảnh nhỏ của các bạn, bên kia chiến tuyến là các cầu thủ Thể Công. Phát bóng là Đinh Văn Duy. Một pha bóng đầu tiên và người tấn công đó là Thanh Tùng chưa thành công. Như vậy là bóng đã chạm cọc giới hạn. Điểm đầu tiên thuộc về Biên Phòng, 1-0. Vâng, xin cảm ơn Triều Nguyễn đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên ạ. Chúc anh một năm mới thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Cảm ơn anh Xuân Lộc đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên. Vâng, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Đây là pha tấn công của Nguyễn Văn Quốc Sĩ. Và điểm số tiếp tục thuộc về các cầu thủ Biên Phòng, 2-0. Biên Phòng họ đang lấy lại vị thế của một đội bóng Á quân giải vô địch quốc gia. Và hơn nữa, ngày hôm nay họ được bổ sung một tay đập rất chất lượng, một phụ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó chính là Trương Thế Khải với chiều cao 1m96, sức bật là 3m50. Đây là những thông số rất ấn tượng và sẽ là một tượng đài giúp cho cầu thủ Biên Phòng có thể có những pha tấn công và những pha chắn bóng cực kỳ hiệu quả. Vâng, em cảm ơn, vâng, chú cảm ơn Hoàng Tú đã dành những lời ngợi khen cho Sao Vàng và bình luận viên nhé. Hy vọng rằng thương hiệu Sao Vàng Việt Nam sẽ luôn được quý vị khán giả trên mọi miền Tổ quốc yêu mến và đồng hành, cũng như là truyền tải những thông điệp tình yêu đích thực dành cho bóng chuyền Việt Nam. Điểm cho cầu thủ Sông Mây, tức là đội Biên Phòng, 3-1. Phát bóng đó là Ngọc Thuần, một pha phát bóng rất mạnh và câu trả lời đó là pha xử lý của Tiến Thắng. Bóng vẫn còn trong cuộc, phản công của Mạnh Hùng. Vâng, một pha tấn công uy lực cộng hưởng với may mắn đã giúp cho Mạnh Hùng ghi điểm dành cho các cầu thủ bên phía Thể Công, 2-3. Vâng, cảm ơn Bình Thành, cảm ơn anh Bình Thành đã tang rất nhiều người bạn của mình vào live của Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng. Bỏ bóng chưa thành công của Minh Đức không được, những nỗ lực rất đáng ghi nhận của đội Thể Công nhưng không thể cứu được pha bóng vừa rồi. Điểm cho cầu thủ Sông Mây, 4-2. Cảm ơn anh Bình Thành rất nhiều và xin cảm ơn trọng tài Đỗ Trọng, trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đang có mặt trên live của Sao Vàng Việt Nam Volleyball để đón xem và cổ vũ cho tinh thần thi đấu của cả hai đội. Ngày mai thì Sao Vàng Việt Nam Volleyball sẽ deliver giải bóng chuyền được thuê hai người trên quê hương Bắc Ninh. Và ngày 14 là giải Quan Đình Quan Độ với sự góp mặt của 6 đội bóng, đó chính là đội Sao Vàng Việt Nam, đội bóng Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đội bóng Biên Phòng, đội bóng Thể Công và một đội bóng nữa, mình nghĩ rằng đó là đội bóng tuyển Hà Nội. Và các bạn hãy ấn theo dõi Sao Vàng Việt Nam để cập nhật được chuông thông báo mỗi khi Sao Vàng Việt Nam phát trực tiếp mọi người nhé. Và đây là pha phát bóng của Trương Thế Khải. Bước một tốt của Hà Mạnh Hùng, câu trả lời của Quốc Duy. Bóng vẫn còn trong cuộc. Tiếp tục là pha phản công của Thế Công. Và người ghi điểm đó chính là Mầu Tiến Thắng. Điểm cho cầu thủ Thế Công 3-4. Vâng, 3-4 rồi. Trận đấu tiếp tục. Quốc Duy phát bóng. Bước 1 là chưa tốt.
nhưng đó là pha tấn công cũng chưa thành công của Minh Đức và phản công cho Thế Công. Quốc Duy chắn bóng quá hay của Duy Tuyến. Vâng, Duy Tuyến đuổi chắn cực kỳ nhanh các bạn ạ. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đôi chân của Duy Tuyến thực sự là quá tốc độ. Và đó là điểm số được ghi cho cầu thủ Thế Công 4-0. Vâng, xin quý vị khán giả trên live của Sao Vàng Việt Nam Volleyball một tràng vỗ tay được không ạ? Và đây, niềm hy vọng của Thế Công với những pha phát bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Rất mạnh, nhưng bước một tốt của Ngọc Thuần đó là Duy Tuyến. Một pha ghi điểm rất nhẹ nhàng. Điểm 5-4 dành cho các cầu thủ biên phòng. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã giúp Sao Vàng Việt Nam Volleyball lên con số 1K. Phạm Đình Nhất, Phạm Cường, hãy chia sẻ giúp anh để có thể nhiều người xem được hơn nữa không ạ? Đó là pha tấn công ra ngoài của Ngọc Thuần. Và săn bằng cách biệt 5-0. Bạn ổn không? Đây, chắc là người ta muốn anh ngồi trên này rồi. Vâng, đó là pha tấn công tốt của Phạm Văn Hiệp. Và tỷ số điểm được nâng lên 6-5 dành cho các cầu thủ biên phòng. Phạt bóng là Minh Đức. Vâng, trời tối nhưng quý vị khán giả thực sự là đang sống trong một bầu không khí cực kỳ tuyệt vời của hội làng Bình An. Đó là Mạnh Hùng không qua được đôi tay của Duy Tuyến và câu trả lời của Duy Tuyến. Hoan hô chàng trai đến từ quê hương Nam Định, phụ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam Trần Duy Tuyến. Chiều cao 1m93, sức bật của Duy Tuyến là 3m45. Vâng, Duy Tuyến đã xuất sắc mang về một điểm giúp cho biên phòng vươn lên với tỷ số 7-5. Anh cảm ơn Phạm Cường, cảm ơn Nguyễn Hải và Mai An Nguyễn. Những phản của các cầu thủ biên phòng đó là Quốc Duy. Và tấn công quá hay của Quốc Duy. Và điểm số được rút ngắn 6-7. Chú đừng tì bán. Vâng, như vậy Quốc Duy lại vừa nhận được một bó hoa 500.000 đồng. Vâng, các bạn thấy không ạ? Bố mẹ mà xem con đánh bóng như thế này có tự hào không mọi người? Cứ đánh hay là có tiền. Một pha bóng thôi 500.000. Đó là pha tấn công chưa thành công của Duy Tuyến. Và đây là pha phản công của Ngọc Thuần cũng chưa thể thành công. Như vậy Quốc Duy gõ bóng, bóng vẫn còn trong cuộc. Tiếp tục là Ngọc Thuần, pha bóng quá hay. Ngọc Thuần. Vâng, điểm đã thuộc về biên phòng. Một pha bóng quá hay của cả hai đội. Xứng đáng là một trận chung kết. Xứng đáng là một trong những đối thủ cân tài cân sức của biên phòng. Đó chính là Thể Công. Ninh Hiệp trùng với giải Hoa Lư cho nên là Ninh Hiệp sẽ giãn lùi lịch thi đấu các bạn nhé. Không được rồi. Đó là pha phát bóng không thành công của Duy Tiến. Điểm cho cầu thủ Thể Công 7-8. Dẫu vẫn biết là phát sàng nhưng không hiểu sao pha bóng đó nó không sàng. 13-14 thì hội Thuê Hai Tây, 14 thì hội Quan Đình Quan Độ mọi người nhé. Quan Đình Quan Độ giải nhất cũng phải đến 70 triệu đồng. Đó là Ngọc Thuần. Một pha tấn công rất mạnh của Ngọc Thuần nhưng chưa thành công. Pha bóng này đã thành công rồi. Điểm cho các cầu thủ biên phòng 9-7. Điểm cho 9-7.
Bước 1 là chưa tốt. Và ngay sau đó là pha phạt tấn công ra ngoài của Thanh Tùng. Điểm cho cao thủ biên phòng 17. Như vậy cao thủ biên phòng đã vươn lên 3 điểm rồi. Và ngay lập tức chuyền hài Nguyễn Xuân Thành đã được thay vào cho vị trí của chuyền hài Công Đức. Nguyễn Xuân Thành là chuyền hài của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại SEA Games 31 diễn ra trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Rất tiếc, cũng là một pha phạt bóng không qua lưới của các cầu thủ biên phòng. Vâng, phạt bóng sẽ là Hà Mạnh Hùng. Đây là một pha phạt bóng tấn công. Bước 1 rất tốt của libero Anh Tuấn. Và đó là câu trả lời của Thế Khải. Một pha tấn công đẳng cấp. Và đây Thế Khải sẽ được vào bàn ban tổ chức. Một chàng trai đến từ quê hương thành phố Hồ Chí Minh. Em mới bay ra Hà Nội ngày hôm qua. Và ngày hôm nay đây là lần đầu tiên em thi đấu một giải hội làng. Vâng, Thế Khải còn rất trẻ. Năm nay Thế Khải chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Vâng, tiếp tục Thế Khải sẽ nhận được một phần quà 500.000. Vâng, một chàng trai rất lành, rất ngoan, chiều cao 1m96. Vâng, tối anh có em nhé. Chào bạn Thạch Văn Ngô nhá. Đây là câu trả lời của Thế Khải. Như vậy điểm thuộc về cao thủ biên phòng 11-8. Xin lỗi các bạn, 12-8 rồi. Vâng, Thế Khải 2K4 năm nay mới 20 tuổi. Vâng, đó là một phần bình luận rất tuyệt vời của bạn Hành Lakari. Có bên ngoài kia có đấy. Trong chỗ sạp giày trải nghiệm đấy. Và Thế Công đã xin quyền hồi ý. Tỷ số điểm bây giờ là 12-8. Các cầu thủ biên phòng đang chơi quá hay. Trọng không trọng tài anh ạ. À, trọng tài hiện tại đang là trọng tài Văn Đô của sở tại. Vâng, trận đấu tiếp tục. Phát bóng là Ngọc Thuần. Hãy lùa góc máy của Ngọc Thuần phát bóng tấn công nào. Vâng, và phát bóng rất tiếc đã đi ra ngoài của Ngọc Thuần. Điểm 9-12. Những giây phút sống trong không khí hội làng tuyệt vời. Không khí Tết ở Bắc Ninh vẫn còn quá nhộn nhịp. Đây là câu trả lời tới từ Minh Đức. Và tấn công tốt của Minh Đức. Điểm cho biên phòng 13-9. Nếu như biên phòng ngày hôm nay nhận được chức vô địch thì tổng số tiền của biên phòng nhận được cho tới thời điểm này đã là hơn 200 triệu đồng các bạn nhé. Hơn 200 triệu đồng thưa các bạn. Mình xin nhắc lại là hơn 200 triệu đồng. Đây là pha tấn công của Quốc Duy. Pha bỏ bóng không thành công. 14-9 rồi. Cách biệt đã là 5 điểm số. Thế Công có sự thay đổi người. Xuân Thành đã được đưa ra khỏi sân và vào sân lại là chuyền hài Công Đức. Vâng, mạng vẫn rất bình thường mọi người nhá. Đó là Quốc Duy. Wow! Pha phòng thủ tuyệt vời của Thế Khải các bạn ơi. Một pha phòng thủ xứng đáng được thưởng tiền. Một pha bóng không chắn nhưng Thế Khải phòng thủ tròn vo. Tuyệt vời. Vâng, quả bóng xứng đáng được thưởng tiền của Thế Khải. Đây là pha tấn công của Duy Tuyến. Một pha tấn công quá hay. Bộ đôi Duy Tuyến và Quốc Duy thực sự là, xin lỗi, Đinh Văn Duy.
và Duy Tuyến thực sự là rất hiểu nhau. Bước 1, phạt bóng rất tiếc đã đi ra ngoài của Phạm Văn Hiệp. Điểm cho cầu thủ Thế Công 11-15. Bước 1 không tốt của Minh Đức, đó là Phạm Văn Hiệp. Một pha tấn công đẳng cấp, Văn Hiệp đã xuất sắc ghi điểm dành cho cầu thủ biên phòng. 16-11. Vâng, xin quý vị và các bạn trên sao vàng Việt Nam Volleyball hãy chia sẻ để lên 1.5k được không ạ? 1.5k người xem nào. Phản công, đây là Mạnh Hùng, rất mạnh. Và tấn công xuất sắc của Hà Mạnh Hùng. Điểm 12-16 cho Thế Công. Bước 1 là tốt của anh Tuấn. Đó là pha tấn công xuất sắc của Duy Tuyến. Một pha tấn công quá đẳng cấp, xứng đáng là phụ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và Duy Tuyến cũng đã được gọi vào bàn ban tổ chức với phần thưởng 500.000 đồng. Rất tuyệt vời. Xin chúc mừng Duy Tuyến. Vâng, và vinh dự và tự hào cho sao vàng Việt Nam khi Duy Tuyến đang mang trong mình, vâng, người bạn đồng hành, đó chính là sản phẩm sao vàng 301 Navi. Và các bạn có thể nhìn thấy trên đôi chân của Duy Tuyến, đó là thương hiệu giày sao vàng. Và xin cảm ơn tình cảm và sự yêu mến của Duy Tuyến cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của Duy Tuyến dành cho thương hiệu sao vàng Việt Nam. Một thương hiệu của tình yêu quê hương và đất nước, một thương hiệu được sinh ra để hướng tới người Việt. Và điểm số bây giờ là 13-17. Và chúng ta sẽ chứng kiến pha phát bóng của Công Đức. Bước 1 là chưa tốt, đây là Ngọc Thuần. Bóng ra ngoài rồi. Điểm 14-17 dành cho cầu thủ Thế Công. Anh chào Nam Server nha. Nam Server hãy chia sẻ giúp anh để cổ vũ cho cầu thủ Thế Công nào. Đây là câu trả lời của Phạm Văn Hiệp. Như vậy bóng vẫn còn trong cuộc. Còi của trọng tài chưa vang lên thì chúng ta vẫn thi đấu. Một pha bóng có điểm dành cho cầu thủ biên phòng. 18-14. Lên luôn như đời em ngay rồi. Lên luôn rồi. Vâng, cảm ơn chị Mai An Nguyễn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ biên phòng. Chị hãy chia sẻ để mọi người được theo dõi trận thi đấu này được không ạ? Tất cả các vận động viên thi đấu ở trên sân theo hiệu lệnh của trọng tài. Khi chưa có tiếng còi của trọng tài, tiếp tục thi đấu. Nếu mà đội nào dừng bóng, đội đó sẽ mất điểm trực tiếp. Trận đấu tiếp tục. Đây là pha tấn công của Quốc Duy. Một pha bóng rất mạnh. Bóng chạm tay của Thế Khải và đi ra ngoài. Điểm cho cầu thủ Thế Công 15-18. Vâng, cảm ơn anh Phòng Văn Tuấn đã chia sẻ giúp sao vàng Việt Nam Volleyball nhé. Đây là pha phạt bóng của Hà Mạnh Hùng. Bước 1 rất tròn của libero anh Tuấn, đó là Ngọc Thuần. Một pha tấn công trên tay chắn của Ngọc Thuần. Vâng, như vậy Bùi Văn Tỉnh là giám đốc của Sông Mây, nhưng em trai của anh Bùi Văn Tỉnh là anh Bùi Văn Tiến đã thưởng cho Ngọc Thuần trong pha bóng vừa rồi. Một phần thưởng có trị giá 500.000 đồng dành cho Ngọc Thuần. Điểm cho Sông Mây Nam Bình 19-15. Trận đấu tiếp tục.
Pha phạt bóng rất khó chịu của Ngọc Thuần và đây là Quốc Duy. Một đường bóng khó nhưng Quốc Duy vẫn ghi điểm thành công dành cho cao thủ Thế Công. 16-19. Ngọc Thuần ngày hôm nay đúng là mưa tiền thưởng các bạn ạ. Cảm ơn anh Hiền Victor đã dành những lời ngợi khen cho Sao Vàng nha. Em chào anh Nguyễn Văn Hạnh. Vâng, đội trưởng của đội công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó là pha tấn công quá đẹp mắt. Một pha tấn công quá đẹp mắt của Trương Thế Khải. Có lẽ sẽ có tiền cho Trương Thế Khải. Vâng, như vậy Thế Khải dành một phần quà 500.000 đồng. Pha bóng quá đẹp. Vâng, các cầu thủ hãy yên tâm, cứ đánh hay là có tiền. Hội làng Bình An ngày hôm nay phải chi cho đến 1 tỷ đồng các bạn ạ. 1 tỷ đồng cho hội làng. Ôi, đừng có lên nữa mọi người ơi. Đó là pha tấn công quá đẳng cấp của Quốc Duy. Và bây giờ Quốc Duy cũng sẽ được thưởng tiền. Như vậy là trọng tài Văn Đô cũng ra ký hiệu, anh sẽ dành một phần quà 500.000 đồng cho Quốc Duy. Và ban tổ chức có một phần quà 500.000 đồng. Vâng, tuyệt vời. Đây, vâng, quý vị khán giả, một quý vị khán giả nữ từ sáng đến giờ chị cũng thưởng rất nhiều tiền và cũng đã có một phần quà cho Quốc Duy. Vâng, ngày hôm nay chị cũng đã phải chi cho đến phải, mình nghĩ rằng cũng phải gần 10 triệu đồng cho các vận động viên từ sáng đến giờ rồi. Bước 1 là rất tốt. Câu trả lời của Ngọc Thuần. Pha tấn công đẳng cấp. 21-17. Vâng, đây đúng là đặc sản của hội làng miền Bắc nói chung và quê hương Bắc Ninh nói riêng. Cứ đánh hay là có tiền. Tiền rất nhiều và tiền như mưa. Pha tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy. Vâng, một pha tấn công mà mất mũ cối của bác rồi. Một pha tấn công bay mũ cối của bác bên cạnh mình. Các bạn thử nghĩ xem, khi mà thi đấu với nhiều khán giả, khi mà thi đấu với nhiều tiền như thế này thì vận động viên có hưng phấn không ạ? Không hưng phấn không được đúng không? Điểm cho cầu thủ Thế Công 19-21. Như vậy biên phòng sẽ xin quyền hội ý. Cách biệt bây giờ chỉ là 2 điểm mà thôi. Vâng, bây giờ số tiền thưởng mà các đội bóng nhận được cho tới thời điểm hiện tại cũng đã phải là gần 20 triệu rồi các bạn ạ. Từ sáng cho đến giờ các bạn cứ thấy một pha bóng hay là 500.000 là ít nhất, 1 triệu là nhiều. Vâng, cứ 500, 1 triệu liên tục. Vâng, trận đấu của chúng ta tiếp tục. Điểm 19-21 dành cho các cầu thủ Thế Công. Vâng, các cầu thủ fan của cầu thủ Thế Công đâu ạ? Hãy gõ một xuống dưới nào. Hãy gõ một xuống dưới phần bình luận của Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Bước 1 là... Vâng, đó là Đinh Văn Duy, tay truyền 2 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Liệu có được thưởng tiền không? Và xử lý từ bước 2 rất ngọt ngào của Đinh Văn Duy. Vâng, cảm ơn Khuê Hà, Phạm Đức Tuân là những người của câu lạc bộ Thế Công Bảo Trâm. Vâng, Hoàng Hà, Hoàng Hoài. Vâng, fan của Thế Công rất nhiều thưa các bạn. Vậy còn fan của cầu thủ biên phòng đâu? Hãy gõ 2 xuống phần bình luận của Sao Vàng Việt Nam Volleyball nào. Điểm số 20-22. Và đây là pha phạt bóng của Phạm Mạnh Tải. Vâng, xin cảm ơn anh Hiền Victor. Đây là câu trả lời của Ngọc Thuần. Pha tấn công rất mạnh. 23-20. Các cầu thủ biên phòng rất kiên cường. Vâng, như vậy cũng rất nhiều fan của các cầu thủ biên phòng có mặt trên live của Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Vâng, cảm ơn Quê Hà,
cảm ơn anh đã dành những lời ngợi khen cho sao vàng Việt Nam. Xin chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, đây là pha tấn công của Hà Mạnh Hùng, 21-23. Hai đội thi đấu rất chắc chắn. Vâng, điểm số liên tục được ghi. Cả hai đội bóng đều có những đối chuyền hay, chủ công giỏi và phụ công thì cũng tuyệt vời. Đây là câu trả lời của Ngọc Thuần, một pha tấn công đẳng cấp. Vâng, một tràng vỗ tay rất lớn của quý vị khán giả. Lại có tiền rồi. Ngọc Thuần dành quá nhiều tiền cho cầu thủ biên phòng. Tiếp tục là 500.000 đồng. Càng đánh hay thì càng nhiều tiền. Mình không thể đếm được ngày hôm nay Ngọc Thuần đã vào bàn ban tổ chức bao nhiêu lần. Các bạn có thể đếm được không ạ? Có lẽ con số mà Ngọc Thuần vào lấy tiền nó cũng phải đến 40-50 lần rồi. Dạ, sao vàng Việt Nam Volleyball ạ. Dạ. Vâng, đó là pha tấn công tuyệt vời. Vâng, vâng, vâng. Điểm số 21-24. Ba cơ hội kết thúc trận đấu dành cho cầu thủ biên phòng. Dạ. Em cảm ơn anh Ngọc Trung nha. Cảm ơn anh đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên. Chúc anh một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Bước một quá tốt của Ngọc Thuần. Đây là Phạm Văn Hiệp. Vâng, một chiến thắng trong hiệp thi đấu thứ ba đã thuộc về các cầu thủ biên phòng. Và biên phòng tạm dẫn trước cầu thủ thể công với tỷ số 2-1. Chúng ta sẽ cùng chờ một ít phút. Các bạn hãy tranh thủ uống nước đi. Hãy uống nước và tận hưởng một chút giây phút thư giãn để cho cơ thể của chúng ta được thư giãn. Và chúng ta sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ tư ngay sau đây. Vâng, và bình luận viên cũng xin mọi người để mình uống một chút nước để giọng mình có thể trong hơn. Và sẽ quay trở lại với mọi người trong vòng 30 giây nữa mọi người nha. Anh Vân ơi, anh Vân ơi, cho em chai nước với. Em cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả đã cổ vũ và dành lời ngợi khen cho bình luận viên rất nhiều ạ. Em tên là gì? Dạ, em là Duân ạ. Duân. Vâng. Vâng, em chào anh Văn Thái. Vâng, xin chào huấn luyện viên trưởng của đội thể công đang có mặt trên live của Sao Vàng Việt Nam Volleyball. Xin chúc anh Thái một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Và hãy theo dõi các vận động viên, những người con cưng của anh đang thi đấu trong trận chung kết này anh nhá. Vâng, quý vị khán giả đi xem các vận động viên thi đấu là một điều tuyệt vời. Nhưng được chứng kiến những giây phút mà quý vị khán giả ở Bắc Ninh thưởng tiền cho các vận động viên thì đúng là một cái cảm giác thật khó tả, một kỷ niệm thật khó quên các bạn ạ. Đó chính là nét đẹp của hội làng Bắc Ninh, không ở đâu có cả. Nếu như có thì chúng ta phải chờ trong tương lai đúng không ạ? Hiện tại thì mình cũng... Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, như vậy là có một quý vị khán giả đã chụp ảnh cùng với mình. Ở chúng ta có thể thấy tình cảm của những người con quê hương Bắc Ninh. Họ làm việc cật lực một năm, nhưng họ cũng rất hào sảng để tới hội làng quê hương của mình. Họ sẵn sàng mang hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng để dành tặng cho các vận động viên về tham dự giải đấu của quê hương, để cống hiến cho bà con quê hương yêu dấu của mình. Đó là một nét đẹp mà mình thấy rằng rất ít vùng quê, miền quê trên khắp đất nước Việt Nam có thể làm được điều này. Hy vọng những giá trị văn minh tốt đẹp này sẽ được lưu truyền và sẽ được tiếp tục trong rất nhiều năm nữa. Vâng, kể cả thế hệ con mình, cháu mình vẫn tiếp tục được những truyền thống, vẫn tiếp tục được xem những bầu không khí này.
Vâng, xin cảm ơn anh em Nguyễn Anh Đức nha. Chúc em một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và xin cảm ơn 750 anh chị em đang có mặt trên nền tảng YouTube của Sao Vàng Việt Nam. Vâng, chúng ta sẽ hướng mắt vào màn hình. Đây là hiệp thi đấu thứ tư. Pha phát bóng đầu tiên ghi điểm trực tiếp của chuyền 2 Công Đức. Và điểm số 1-0 nghiêng về đội Thể Công. Anh cảm ơn, vâng, xin cảm ơn mọi người đã dành những lời ngợi khen dành cho bình luận viên. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mọi người hãy trở lại đi nào. Hãy trở lại để chúng ta theo dõi bầu không khí tuyệt vời này. Đây là câu trả lời chưa thành công. Vâng, một pha bóng rất may mắn của Phạm Văn Hiệp khi bóng leo lưới và rơi vào vai của Thanh Tùng. Điểm được cân bằng 1-1 cho đội biên phòng. Anh cảm ơn Trang Trang nha. Phát bóng tấn công của Ngọc Thuận rất mạnh nhưng bước một là chưa tốt. Và ngay sau đó là một pha cảm ơn tuyệt vời của Trương Thế Khải. Vâng, mình sẽ xin nhắc lại về thông số của Trương Thế Khải để mọi người được nghe. Trương Thế Khải sinh năm 2004, chiều cao 1m96, sức bật 3m50, là phụ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam, quê hương thành phố Hồ Chí Minh. Cao 1m98 à? Vâng, một pha phát bóng, trọng tài quyết định bóng trong sân, điểm thuộc về cầu thủ biên phòng. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Ngọc Thuận. 3-1. Vâng, rất may mắn Hội làng Bình An đã thuê thảm thi đấu và những pha bóng chạm xuống thảm đều để lại dấu rất rõ. Và đây là những sự hỗ trợ rất tốt cho các trọng tài có thể phân biệt những tình huống trong ngoài. Đó là pha tấn công của Hà Mạnh Hùng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Câu trả lời của Ngọc Thuần. Phòng thủ thành công. Phản công của Quốc Duy. Đó là pha tấn công tốt. Điểm cho cầu thủ Thể Công 2-3. Anh sẽ live vào hội quan độ mọi người nhé. Mọi người hãy bấm theo dõi Sao Vàng Việt Nam Volleyball để theo dõi hội làng Quan Đình Quan Độ diễn ra vào ngày 14, tức là sau hội làng Bình An một ngày. Với cơ cấu giải thưởng không khác gì hội làng Bình An. Vâng, hiện tại giải nhất của hội làng Bình An bây giờ đang là 107 triệu. Đây là Nguyễn Văn Quốc Duy. Câu trả lời và phản công dành cho biên phòng với pha tấn công của Phạm Văn Hiệp. Bóng vẫn còn trong cuộc. Thế Khải tấn công, không, đó là Ngọc Thuần. Một pha bỏ bóng quá hay. Điểm cho cầu thủ biên phòng 4-2. Chúng ta sẽ chứng kiến pha phạt bóng của Thế Khải. Đây là pha tấn công của Quốc Duy, không được dọn. Một pha tấn công không tốt của Quốc Duy và biên phòng đã có điểm thứ 5. Họ đã nâng tỷ số lên 5-2. Như vậy cầu thủ Thể Công đã xin quyền hội ý lần đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ 4 ở điểm số 2-5. Thế là mới mỗi bên được 2-2. Đâu, bên kia 2, bên này 1. Thắng. Vâng, như vậy chúng ta tiếp tục hướng mắt vào màn hình. Vâng, ban tổ chức đang đề nghị chiếc đèn ở quán nước phải tắt đi. Vâng, điện sáng nó bị hoa mắt của các cầu thủ mọi người ạ. Vâng, mình xin đọc lại, điểm bây giờ là 5-2, nghiêng về cầu thủ biên phòng. Ban tổ chức xin thông báo với nhà xe mà bán cái đồ nướng ở trước sân bóng này. Đây là pha tấn công của Quốc Duy. Một pha tấn công đã đi ra ngoài và điểm tiếp tục cho cầu thủ biên phòng 6-2. Em ơi. Vẫn là
chuỗi phạt bóng của Trương Thế Khải. Bước 1 là rất tốt, đó là pha tấn công của Thanh Tùng. Vâng, Thanh Tùng cao 2 mét tròn, sinh năm 2003. Vâng, một phụ công rất triển vọng của đội thể công. Sức bật của Thanh Tùng cũng là 3m50. Và tấn công của Ngọc Thuần phòng thủ tốt. Câu trả lời đến từ vị trí của Mầu Tiến Thắng. Phản công dành cho Duy Tiến. Một pha phối hợp đẳng cấp của chuyền hai Đinh Văn Duy và phụ công Duy Tiến. Đó là một sự hiểu ý nhau đến từng milimét. Điểm cho sĩ nghiệp hôm nay An Bình 7-3. Trận đấu tiếp tục. Bước 1 là rất tốt. Vâng, ngay sau đó là câu trả lời của Phạm Mạnh Tài. Pha bóng này mình nghĩ là sẽ có tiền từ ban tổ chức. Như vậy là không có tiền từ ban tổ chức rồi. Điểm 4-7 dành cho cầu thủ thể công. Một pha bóng rất đẹp nhưng đã không được ban tổ chức xem đó là một pha bóng hay. Đó là pha tấn công rất tiếc thưa các bạn. Một cơ hội rất rõ nét nhưng Mầu Tiến Thắng đã tấn công không qua lưới. Điểm 8-4 dành cho cầu thủ biên phòng. Vâng, như vậy đã có một phần quà dành cho cầu thủ thể công. Nếu giành chiến thắng trong hiệp thi đấu này sẽ được thưởng 3 triệu đồng. Đây là Quốc Duy. Bóng chắn bóng thành công của Duy Tiến. Điểm cho biên phòng 9-4. Như vậy cầu thủ biên phòng lại vươn lên dẫn trước với khoảng cách 5 điểm rồi. Nhất là 120 ạ. Giải nhất là 107 triệu ạ. 107 là thể công thôi, còn bên này 120. Nếu như mà biên phòng giành chức vô địch, giải nhất của họ là 127 triệu các bạn ạ. Như vậy là anh Hoàng Phương đã xin quyền hội ý cho cầu thủ thể công. Đây là lần hội ý thứ hai của cầu thủ thể công rồi. Điểm số bây giờ đang là 14. Dạ. Vâng. Của A1 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, giọng của mình bây giờ cũng đang rất là giáp cổ rồi mọi người ạ. Và một ngày bình luận rất mệt nhọc. Vâng, chào Toàn Nguyễn, chào Dũng nhỏ nha. Vâng, chúng ta sẽ đến với pha phát bóng của Minh Đức. Lui cầu thủ. Đây là câu trả lời của Quốc Duy. Vâng, Quốc Duy không qua được đôi tay của Duy Tiến. Điểm 11-4. Như vậy là cầu thủ biên phòng họ đang hưng phấn hơn rất nhiều. Họ đã hóa giải thành công rất nhiều pha bóng của ba cầu thủ bên phía thể công. Vâng, cảm ơn Dược Sĩ Thúy đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên ạ. Đến giờ phút này thì ai cũng mệt rồi và bình luận viên cũng vậy. Giọng rất là rát, cổ rất là đau rồi. Vâng, điểm cho cầu thủ biên phòng 12-4. Như vậy thì công xin thay đổi người. Chuyền hai Công Đức được đưa ra sân và vào sân đó là chuyền hai Nguyễn Xuân Thành. Dạ, em cảm ơn anh Linh Chi ạ. Phát bóng rất khó chịu và cơ hội phản công lại thuộc về biên phòng. Đơn giản và hiệu quả đến từ vị trí của Duy Tiến. Thực sự là bộ đôi Duy Tiến và Đinh Văn Duy chơi quá hay.
và quá hiểu ý nhau. Vâng, xin cảm ơn anh Quang Văn Tuấn. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên ạ. Anh chào Nguyễn Tiến Dung. Vâng, đây là pha tấn công của Quốc Duy. Vẫn là một pha chắn bóng quá kín của các cầu thủ biên phòng, nhưng trọng tài xác định bóng đã lọt. Vâng, pha bóng quá nhanh, và ở vị trí của bình luận viên quan sát cũng không thể nhìn thấy. Điểm cho cầu thủ thể công 5-13. Vâng, em cảm ơn anh Trọng Tuấn đã dành những lời ngợi khen cho bình luận viên. Chúc anh một năm mới cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng ạ. Ui, một pha tấn công mà mình cảm giác như là một tiếng bom nổ. Vâng, có ai ở quê hương Hà Tĩnh có nghe được tiếng bom không ạ? Đó chính là pha tấn công của Ngọc Thuần. Ngày hôm nay thì có một cô gái tận quê hương Hà Tĩnh đang có mặt ở hội làng Bắc Ninh để theo dõi trực tiếp trận thi đấu này các bạn nhé. Đúng là tình yêu bóng chuyền trên khắp mọi miền quê hương tổ quốc. Chót yêu rồi thì khoảng cách địa lý là bao xa cũng không thể cản được bước ta, đúng không các bạn? Vâng, phát bóng là Phạm Mạnh Tài. Vâng, điểm số hiện tại đang là 6-13. Vâng, xin cảm ơn quý vị trên quê hương Hà Tĩnh đã nghe thấy bình luận viên gọi tên. Một pha tấn công rất hy hữu của Ngọc Xuân, một pha tấn công vào thắng trọng tài thư ký. Vâng, thắng trọng tài ghi vị trí mọi người ạ. Điểm số bây giờ là 7-13. Bước 1 là tốt, tiếp tục là Ngọc Thuần. Lần này thì Ngọc Thuần đã có điểm. Một pha tấn công đường y rất đẹp. Điểm cho cầu thủ biên phòng 14-7. Bước 1 tốt. Câu trả lời đến từ Hà Mạnh Hùng. Pha tấn công đẹp mắt của Hà Mạnh Hùng. Vâng, như vậy phát bóng sẽ là chuyền hai Nguyễn Xuân Thành. Bước 1 là rất tốt. Câu trả lời của Ngọc Thuần. Phòng thủ tốt và phản công dành cho thế công không được. Đó là pha không hiểu ý nhau của chuyền hai Xuân Thanh và phụ công Nguyễn Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cũng đã được thay vào sân ở thời điểm rất quan trọng. Và vị trí mà Vũ Hoàng thay đó chính là của Thanh Tùng. Vũ Hoàng cũng là phụ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một phụ công rất toàn diện. Một phụ công duy nhất của đất nước Việt Nam của chúng ta bắt bước 1 trong sân. Đây là câu trả lời không được rồi. Phản công dành cho biên phòng. Phạm Văn Hiệp, một pha tấn công đẹp. 16-7. Như vậy thì công họ đang gặp một đối thủ quá mạnh và quá khó khăn. Và Nguyễn Xuân Thanh được đưa ra khỏi sân. Vào sân là chuyền hai Công Đức. Đây là câu trả lời của Hà Mạnh Hùng. Một pha tấn công tốt của Hà Mạnh Hùng. Đến giờ phút hiện tại thì các cầu thủ thể công vẫn còn một bầu nhiệt huyết mang tên Hà Mạnh Hùng. Một cầu thủ với một nguồn năng lượng dồi dào. Và một tinh thần thi đấu luôn luôn cháy hết mình. Phản bóng ra ngoài của Mạnh Hùng. Điểm cho biên phòng 17-8. Vâng, trận đấu thứ tư dường như các cầu thủ thể công đã bị xuống sức.
họ phải thi đấu một trận bán kết rất kịch tính với các cầu thủ Hà Nội và đã giành chiến thắng tỷ số 2-1 để có mặt trong trận chung kết. Và trận chung kết họ lại phải thi đấu 5 hiệp thắng bảng. Chính vì vậy mà nền tảng thể lực cũng có phần đuối hơn. Đó là pha tấn công của Quốc Duy, điểm 9-17. Chúng ta chờ xem công có lỗi hay không. 9-17. Vâng, đây là câu trả lời của Duy Tiến. Nhưng Duy Tiến đã bị hóa giải bởi Mạnh Tài. 10-17. Vâng, các cầu thủ thể công hãy cố gắng lên được không ạ? Vâng, mình cố vũ cho đội thể công ở thời điểm hiện tại vì điểm số chênh lệch hơi nhiều. Và một điều mà quý vị khán giả đang mong chờ đúng là chúng ta chưa muốn trận thi đấu này kết thúc sớm, đúng không ạ? Đây là pha tấn công chưa thành công của Phạm Văn Hiệp. Tiếp tục là Ngọc Thuần, rất mạnh. Vâng, cái tên quen thuộc Ngọc Thuần. Điểm 18-10. Ban tổ chức chúng tôi thì quyết định là giải nhất ngày hôm nay là chúng tôi trao và những nhà tài trợ là chị trao riêng cho các đội ra đây cùng trao của chúng tôi. Vâng, đó là pha tấn công của Nguyễn Văn Quốc Dị. Điểm 11-18. Vẫn là Quốc Dị. Như vậy là Quốc Dị phá bóng. Lần trước có chụp đâu. Trận đấu tiếp tục. YouTube bao nhiêu? Đường bộ tốt, câu trả lời. Vâng, bỏ bóng tuyệt vời. Và bỏ bóng quá xuất sắc của chuyền hai Đinh Văn Duy. Một nhãn quan tuyệt vời. Một chuyền hai xứng đáng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và xuất thân của Quốc Duy đến từ cái nôi của bóng chuyền miền Bắc, đó là quê hương Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội. Bước một là không tốt. Vâng, phản công dành cho cầu thủ biên phòng. Và tiếp tục là pha tấn công của Duy Tuyến. Bộ đôi hiểu nhau đến từng mm. Và ngày hôm nay không biết hai anh chàng này có yêu nhau không mà lựa chọn sao vàng Navi đi trên đôi chân của mình. Vâng, hai chàng trai, có lẽ là mình phải tí nữa phỏng vấn xem hai chàng trai này có ở cùng phòng không mọi người ạ. Nếu mà ở cùng phòng mình nghi là yêu nhau lắm. Vâng, điểm cho cầu thủ bên phía thể công 12-20. Vâng, em cảm ơn anh Hiên Victor. Vâng, cảm ơn tình cảm của anh Sao Vàng. Hy vọng sẽ nhận được rất nhiều tình cảm của quê hương Bình An. Và hy vọng rằng hội làng năm sau, Sao Vàng sẽ tiếp tục có mặt tại quê hương Bình An để góp vui cho quý bà con trên quê hương Bình An thân yêu ạ. Vâng, Sao Vàng có đội bóng, có hệ thống quay phát trực tiếp. Vâng, đây là tình yêu và cũng là lý do của Sao Vàng Việt Nam được sinh ra, với tình yêu quê hương và đất nước và tình yêu đích thực dành cho bóng chuyền Việt Nam. 23-12 rồi. Có lẽ là các cầu thủ thể công đã không còn sức chiến đấu nữa. Họ đã quá kiệt sức. Bây giờ họ đã thi đấu 7 set đấu liên tiếp. Phòng thủ thành công và cơ hội trao cho Phạm Văn Hiệp. 23-12. Vâng, như vậy là 23-12 rồi. Quý vị khán giả cũng đã đoán được thế cục của trận đấu. Vâng, tiền giải nhất bây giờ là 107 triệu đồng dành cho thể công vô địch.
Còn nếu bên phía biên phòng vô địch thì ông chủ của doanh nghiệp Sông Mây sẽ trao thưởng thêm 20 triệu đồng nữa. Nếu như biên phòng lên ngôi vô địch thì phần thưởng của đội biên phòng sẽ là 127 triệu đồng. Vâng, Thái Bình cũng có anh Hà Mạnh Hùng mà chị. Anh Hà Mạnh Hùng cũng là một người rất yêu bóng chuyền. À xin lỗi các bạn, đó là anh Bùi Mạnh Hùng nha mọi người, Bùi Mạnh Hùng ạ. Vâng, bóng vẫn còn. Đây là pha tấn công của Phạm Văn Hiệp. Quá mạnh, bóng vẫn còn, quá hay. Quả bóng hay rồi các bạn ơi, vỗ tay không được. Không hiểu ý nhau giữa Quốc Duy và Ngọc. Không phải, không hiểu ý nhau giữa Đinh Văn Duy và Ngọc Thuận. Ngọc Thuận cũng mệt rồi. 15-23, cao thủ biên phòng xin hội ý. Vâng, tí mình sẽ chào liver trao giải mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm, mình sẽ liver hết hội làng Bình An và sẽ tặng quê hương Bình An một video tổng hợp về giải đấu của hội làng Bình An để lưu giữ lại những kỷ niệm của hội làng năm 2024. Vâng, đúng rồi ạ, anh xe khách Mạnh Hùng, một người con của quê hương Thái Bình rất hâm mộ bóng chuyền và anh cũng đã dành rất nhiều tình cảm, tình yêu cho bóng chuyền. Đây là câu trả lời, đó là của Ngọc Thuần. Và một pha tấn công quá mạnh của Ngọc Thuần. Ngọc Thuần đi sang sân luôn. Đúng là một pha tấn công đẳng cấp. Và các bạn sẽ chứng kiến giây phút Ngọc Thuần nhận 3 triệu đồng. 3 triệu đồng thưa các bạn. Một pha tấn công trên vạch 3 không có điểm chê nào cả. Pha bóng đó giống như pha bóng của Quang Khơi những năm về trước. Đăng ơi, có mang mic không? Có mang mic không? Mang mic không? Mang mic để phỏng vấn Trương Thế Khải. Thì trong máy quay máy cầu nó nét. Máy quay á. Vâng, chiều theo ước nguyện của mọi người, mình sẽ phỏng vấn em Trương Thế Khải. Lần đầu tiên em thi đấu hội làng và lại được chức vô địch. Có lẽ cảm xúc của em sẽ rất là đáng nghe, đúng không mọi người? Mọi người hãy chờ phần phỏng vấn của mình với em Trương Thế Khải và sẽ được công bố trên sao vàng Việt Nam Volleyball trong những ngày sắp tới mọi người nha. Vâng, như vậy điểm thuộc về cao thủ biên phòng. Xin chúc mừng cao thủ biên phòng đã xứng đáng là những người lên ngôi vô địch năm 2024 tại hội làng Bình An. Và phần thưởng dành cho cao thủ biên phòng đó là 127 triệu đồng. Cùng với đó là hơn 60 triệu đồng của doanh nghiệp Sông Mây trao cho các cầu thủ biên phòng. Như vậy ngày hôm nay các cầu thủ biên phòng đã nhận được những phần quà trị giá lên tới 200 triệu đồng.